tình hình là mình sắp đi chợ trời ban đêm mà nghe tiếng sấm sét rầm rầm thì không biết làm sao, nhưng mà thôi bây giờ bữa nay là bữa cuối ở Tampa rồi thì cũng phải đi thôi. Đây nè mọi người nhìn bầu trời nè, đó âm u quá trời rồi. Tình hình là đi hội chợ mà chợ trời mà bây giờ nó mưa như vậy thì làm sao mà ăn uống buôn bán gì được. Có rất nhiều xe ha, bây giờ 4 giờ mấy gần 5 giờ rồi, có rất nhiều xe đậu về đó. Có rất nhiều người tới rồi. Rất là nhiều luôn. Trước mặt mình là hội chợ kìa, mà bây giờ mưa như vậy thì làm sao? Trời như thế này, mây đen như thế này nè, làm sao? Ôi cha. Cả nhà ơi, nếu mà ai muốn đi hội chợ thì nên chuẩn bị áo mưa và dài bốt để đi mưa nha. Chứ không thôi là mưa là không có đi được đâu. Có lớp không ha? Không hút luôn. Bây giờ mình mới vừa đi vào bên trong nha. Đây là những cái quầy hàng người ta bán trà sữa nè. Rồi kế bên có cái cô bán bún bò, công nhận cái bún bò mùi thơm phức hả mọi người. Cái nồi nước sôi ụt ụt nhìn hấp dẫn ghê luôn vậy đó, thơm lắm. Mà bún trâu cũng thấy tươi, có bún chả cá Florida nữa mọi người. Có bán dừa nữa, ở bên đây là quầy của người Lào nè. Xôi xoài của Thái Lan nè. Có nhiều sắc dân lắm mọi người, chứ không phải người Việt Nam mình không đâu nha. Có người Lào, người Campuchia, người Thái Lan cũng có nữa. Ở quầy này là có quầy bún riêu. Bún riêu, canh bún, ngon quá trời. Đây là quầy bán những cái quà lưu niệm, những cái móc chìa khóa ha. Còn đây là quầy bánh bèo chén. Đây là quầy cơm cháy khô quẹt. Ồ, cái này mình thấy làm chuyên nghiệp nè mọi người. Mình thấy trên đây người ta có cái chảo quay quay nè, làm chuyên nghiệp giống như bên Việt Nam vậy đó. Đó, thấy ngon không mọi người? Quá trời ngon, cơm cháy giòn rụm có mỡ hành ha. Cô làm chuyên nghiệp quá trời luôn á. Mà cái lúc mình đi á, xui ghê mọi người, mưa tầm tã. Mình mới vừa đút đầu vô được có 5 phút là mưa, ơi là mưa. Cái quầy là quầy cháo lòng này. Cháo lòng này mình thích nè mọi người. Quầy bún mắm ngon quá. Có thịt heo quay, ôi cái tủ rau nhìn hấp dẫn ghê luôn á mọi người. Đây là quầy bánh nè, nhiều lắm, nhiều món ăn Việt Nam lắm. Thật sự đây là cái nguyên nhân chủ yếu mà mình đi tới Tampa mình chơi trong cái đợt này đó. Nhưng mà rất là xui là tại vì cái lúc mình đi mưa tầm tã, mưa tới cái mức độ mà mọi người biết không, mình không có thể nào mà mình đứng ăn hay mua đồ được luôn á, người ướt hết trơn. Đây mình mới vừa mua 2 tô ốc mà mọi người, mua một tô ốc len và mua một tô ốc mỡ, mua rồi mà chưa có kịp ăn nè. Cả nhà ơi, rút kinh nghiệm của mình nha, nếu mà bạn nào muốn đi tới đây chơi đó thì nên chuẩn bị theo áo mưa và dài bốt đi mưa đó, để mà nếu mà có trời mưa các bạn mang vô đi cho nó sạch nha. Tại vì cái nền này là nền đất rồi, những người ta ăn uống xong á, người ta đổ cái nước giống như nước lèo xuống với cái bãi cỏ thế này nè, rồi nước mưa nữa mà mình đi mình dẫm vô như vậy là nó ngứa chân lắm á mọi người.